Chiếc xe bán tải đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Nguyễn Trãi chi nhánh Thủ Dầu Một bị phát hiện chở giấy tờ khám chữa bệnh và rác thải y tế đi tiêu hủy bên bờ sông Sài Gòn, đoạn qua tỉnh Bình Dương. Trước đó có 9 người bệnh cùng làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tố cáo phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi Thủ Dầu Một cố tình vẽ bệnh, môi tiền Khu vực đốt xã bầy rác thải y tế được xác định sát bờ sông Sài Gòn, nằm trong khu tái định cư An Sơn, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Clip bắt quả tang được ghi vào trưa 12 tháng 10. Trong clip có chiếc xe bán tải biển số 61C51797 cùng hai người đàn ông, trong đó có một người Trung Quốc. Theo nội dung clip này, có nhiều phiếu điều trị ghi tên bệnh nhân, tên bác sĩ chỉ định, dấu một đã thu tiền, ghi phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi thủ dầu 1, các loại giấy tờ khám bệnh chỉ thực hiện mới đây, vào tháng 9 năm 2023. Ngoài ra còn có rất nhiều hóa đơn xanh đỏ thu tiền từ người bệnh. Đặc biệt, trong một đám lửa đang cháy dữ dội, có hàng trăm chai lọ thủy tinh đựng thuốc, đây được xác định là loại chất thải y tế nguy hại. Giám đốc Sở Y tế Bình Dương tiếp nhận thông tin và cho biết sẽ chỉ đạo thanh tra Sở Y tế vào cuộc làm rõ vụ việc.